Ok, xin chào tất cả các bạn, lại quay trở về với cái kênh nhỏ của tôi ngày hôm nay. Và kỳ này các bạn hãy đến với số video tâm sự LAMB số 1 nhé. Thực ra là series này vẫn là tâm sự LAM thôi, nhưng chỉ khác một chỗ đó là nó có chữ B ở trong đó, viết tắt của book, nghĩa là ngoài những quyển sách truyện light novel và anime mà tôi hay kể cho các bạn như mỗi khi ở trên số tâm sự LAM, thì tôi sẽ đề cập thêm những quyển sách ở ngoài lề nữa. Và series tâm sự LAMB này nếu được á, tôi sẽ sắp xếp khoảng một tuần sẽ có một video. Cho các bạn nào chưa biết về series này, đây là một series mà ngày xưa tôi từng làm để tổng hợp những quyển truyện, những quyển light novel cũng như là những bộ anime mà tôi đã đọc, đã xem, đã theo dõi trong khoảng thời gian qua. Và như lúc nãy tôi đã nói thì còn có thêm sách nữa, những quyển sách ngoài lề, ví dụ như là quyển này chẳng hạn. Đây, bên cạnh đó series này sẽ cập nhật thêm một cái hay nữa, đó chính là tôi cũng sẽ nói qua những ấn phẩm mà tôi đã mua được nhưng mà tôi chưa có đọc. Ok, giải thích ngắn gọn như vậy ha. Và theo ý kiến của một số bạn á, thì các bạn cũng khuyên tôi là nên kết hợp hai góc quay, một là góc quay trực diện như thế này, hai là góc quay nhìn từ trên xuống. Và mới đầu video tôi sẽ làm một cái góc quay nhìn chính diện như thế này, và khi bắt đầu vào chủ đề chính của video sẽ là góc quay nhìn từ trên xuống nhé. Cạnh đó là do khoảng thời gian tới có thể là tôi sẽ khá là bận rộn ấy, nên là chắc là có thể một hoặc là hai tuần tôi sẽ ra một video nha các bạn, mong các bạn thông cảm. Và tôi cũng đang tính biến cái series tâm sự này sẽ trở thành chủ đề chính của kênh YouTube này luôn, đồng thời sẽ bỏ luôn những cái series gọi là review riêng lẻ. Lý do cho việc này thì bởi vì tôi có một khoảng thời gian gọi là ngồi lướt kênh YouTube cũng như là khảo sát những bạn làm là về content tương tự với tôi, thì tôi để ý là hầu hết tất cả các bạn đều thích những cái video theo cái kiểu như là tổng hợp nhiều quyển sách truyện hơn so với việc gọi là làm video review riêng lẻ. Thậm chí khi mà tôi khảo sát ở trên kênh tôi cũng vậy, để ý luôn là những cái video mà nhiều view nhất ở trên kênh tôi á toàn là những video theo kiểu tổng hợp không à, trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là đầu truyện hành cung diệt quỷ chẳng hạn. Ok, nói tóm lại thì tôi sẽ thay đổi theo một hướng mới, đó là review một cách tổng thể hơn, nhiều bộ hơn, nhiều đầu truyện hơn, nhiều quyển light novel hơn, và kể cho các bạn nghe những bộ anime mà tôi đã xem, nhiều quyển sách mà tôi đã đọc, thay vì ngồi nói riêng lẻ từng cuốn chỉ đi cho nó ok ha. Ok, và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy bắt đầu với chủ đề chính của video clip kỳ này thế nào, chuyển cam. Ok, đầu tiên sẽ là truyện tranh trước nhé. Thì mở đầu chúng ta sẽ có Spy x Family tập số 6 và 7. Và ở hai tập truyện này có một điểm hay, đó chính là chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một trang màu như các bạn có thể thấy ở đây ha, giống như là quyển Cậu Mai Nhạc Sĩ Hanako hay Sora of the End ấy. Đây là phần trang màu phía trước. Còn phần trang màu phía sau đây, chúng ta sẽ có hình của cặp đôi bạn thân Anya và Becky. Còn đây là trang màu của tập số 7, nhìn đẹp ha. Mặt phía sau ở tập trước đó tôi cũng không nhớ tập số mấy nữa, thì chúng ta đã từng có một trang màu nói về những cái gu thời trang của Do, thì lần này sẽ là những gu thời trang cũng như là ăn mặc của Lloyd Forger. Tổng quan phần bề rời của tập số 6 đây, ở bên này thì chúng ta sẽ có một số đôi lời của tác giả Tatsuya Endo. Phần bề bên trong thì mặt trước chúng ta sẽ có hình của cô nàng Fiona Fox, thì nó vẫn y chang như là phần bìa trước của phần bìa rời thôi, nhưng khác ở chỗ là cô đang mặc trang phục cô dâu. Còn lý do tại sao mặc trang phục cô dâu thì tôi nghĩ các bạn đọc truyện chắc các bạn cũng biết rồi ha. Đây là phần gáy. Ở phía sau của quyển truyện, chữ chào bá bự này có ý nghĩa là thích đó các bạn. Đây. Và nội dung của tập số 6 kỳ này sẽ bao gồm những câu chuyện như sau. Mở đầu sẽ là một nhiệm vụ của Lois cũng như là Fiona tham gia vào một cái giải tennis ngầm, với mục đích là giành chiến thắng và lấy được bức tranh mang tên Quý Phu Nhân Ánh Dương. Sau đó bà nội Fiona này rủ Do ra solo tennis và thất bại toàn tập. Sự kiện kế tiếp là kể từ sự xuất hiện của Fiona Fox thì Do dần dần có vấn đề. Và thế là Lloyd đã rủ Do vào quán bar uống rượu nhằm giải quyết mọi hiểu lầm xoay quanh Fiona. Và mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và cuối cùng sẽ là buổi đi chơi và mua sắm của Anya và Becky. Mà công nhận cái bà Anya này, bà quen được con bạn mà nó đáng đồng tiền bát gạo ghê. Đi mua sắm với nó bao trọn hết nguyên khu luôn, giàu dữ vậy, chia tôi khúc với. Chuyển qua tập số 7 thì đây là phần bìa rời ha. Và bên này chúng ta có một số đôi lời của tác giả Tatsuya Endo như là quyển số 6 luôn, nhưng mà khác ở chỗ đó là nó chỉ có một câu duy nhất. Còn đây là phần bìa bên trong ha. Mở đầu sẽ là cuộc chạm trán giữa Lloyd với mục tiêu chính của chiến dịch Street kỳ này, đó chính là Donovan Desmond. Kế đến là chuyến đi thám hiểm cắm trại của Damien và đám bạn cùng với sự dẫn dắt của một ông thầy giáo có tên là Green. Tiếp theo là câu chuyện về chú Jobon vì không muốn ăn đồ ăn dở tệ do nấu.
nên chú chó này đã tìm Lloyd và giúp Lloyd làm nhiệm vụ nhằm mong ông này về sớm để nấu cơm cho con này ăn thôi, chứ không có gì hết, sợ bà kia nấu là nó ăn xong là nó tiễn vong luôn á. Câu chuyện kế tiếp sẽ cho chúng ta thấy được công việc hàng ngày của Yuri với vai trò của một cảnh sát mật. Tiếp sau đó là hành trình của Anya cùng với đám bạn trên con đường đi tìm trái trí tệ dưới hình hài của bánh ngọt. Bởi vì một cái tin đồn đó là nếu mà ai ăn cái trái trí tệ này vô á sẽ trở nên thông minh vượt bậc. Và có một số người cũng đã trở thành học viên hoàng đế sau khi ăn trái trí tệ đó vô. Giành qua giành lại sao, cuối cùng mấy má này quyết định chơi đánh bại với nhau để phân thắng bại. Ê mà công nhận tụi bay cũng thông minh thiệt ha. Nghĩ sao mấy mày đi thách thức ai không thách, mày đi thách cái con mà có khả năng đọc suy nghĩ mày. Sau khi ăn xong cái bánh, tao đã trở thành siêu Saiya. Nhưng cuối cùng vẫn bị điểm kém. Sau cùng là câu chuyện chị gái quên thân của ông Frankie này khi đi tìm mèo cho cái cô gái mình thích. Để rồi sau cùng phát hiện ra con ta là hoa đã có chủ. Buồn của Frankie. Ở trong tập này chúng ta còn được biết thêm một chút về tổ chức sát thủ Gordon cùng với một nhiệm vụ mới mà do được giao. Và cụ thể như thế nào thì các bạn hãy chờ đến tập sau nhé. Do là trong tuần này tôi không có đọc quyển Light Novel nào hết, nên chúng ta chuyển thẳng sang về những quyển sách khác ha. Và trong video clip này tôi giới thiệu với các bạn một quyển sách có tên là Chúng Ta Làm Gì Với Trái Đất, một quyển sách nói về môi trường. Nếu như các bạn đã xem tin tức và báo đài, chắc chắn các bạn sẽ nghe rất là nhiều những cái vấn đề về môi trường như là rác thải nhựa nè, ô nhiễm nước nè, rồi nóng lên toàn cầu. Nhưng khi mà các bạn đọc quyển sách này thì các bạn sẽ thấy vấn đề về rác thải nhựa cũng như là nóng lên toàn cầu á, nó mới chỉ là hai trong số nhiều nguyên nhân dẫn đến một cái thảm họa mà tác giả đã đề cập ở trong quyển sách này luôn. Đó chính là thảm họa liên quan tới sự suy thoái đa dạng sinh học. Quyển sách này nó cũng có những phần tự truyện kể về bản thân tác giả, về việc hồi nhỏ tác giả có đam mê như thế nào với việc tìm tòi và khám phá thế giới tự nhiên, cũng như là lúc lớn lên tác giả làm việc cho đài truyền hình BBC. Cái này chắc các bạn biết đài truyền hình BBC rồi ha. Cùng với đó là hành trình thực hiện những cái thước phim về thế giới động vật, thế giới hoang dã, thế giới tự nhiên, về con người, về tín ngưỡng, về những dân tộc trên toàn thế giới, vân vân. Bên cạnh đó thì tác giả cũng đưa ra những cái viễn cảnh tương lai là nếu chúng ta không thay đổi tình hình hiện tại thì tương lai mà chúng ta bị diệt chủng, chúng ta đắp một cuộc tình chung với mấy con khủng long cũng không còn xa đâu các bạn. Bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra những cái giải pháp nữa, nhưng mà cá nhân tôi đánh giá thì những cái giải pháp này nếu mà cá nhân thực hiện thì gần như rất là khó các bạn, bởi vì những cái phương pháp này nó giống như nó đòi hỏi sự đồng lòng của nhiều người, thậm chí là của cả một cộng đồng, giữa nhà nước với nhân dân, thậm chí là cả những quốc gia với nhau nữa các bạn. Trong những giải pháp đó có một cái giải pháp mà tôi thấy khá là ấn tượng, đó là việc tác giả khuyên những cái quốc gia nên thoát ly khỏi cái tham vọng tăng trưởng kinh tế đi, cụ thể là phát triển kinh tế theo chỉ tiêu GDP đó các bạn. Và tác giả khuyên là các quốc gia nên chuyển sang một cái quy mô, một cái cơ chế phát triển kinh tế mới mà tác giả gọi đó là cơ chế 3P, đó là cái mô hình tăng trưởng xanh, một cái mô hình phát triển kinh tế mà đặt con người và môi trường lên hàng đầu, và những cái yếu tố liên quan tới lợi nhuận kinh tế á nó sẽ xếp ở phía sau. Một ví dụ điển hình mà tác giả đưa ra đó chính là New Zealand đó các bạn. Bởi vì họ đã không còn phát triển kinh tế tập trung vào tiêu chí GDP nữa, nên là vào dịch Covid vừa rồi á, họ đã ngay lập tức nhanh chóng bế quan tỏa cảng. Chính vì như thế nên là tỷ lệ những người mà mắc Covid-19 ở New Zealand cực kỳ thấp luôn đó các bạn. Ở những quốc gia khác á, do họ còn lo ngại những cái vấn đề liên quan tới kinh tế nữa, nên họ không thể nào gọi là sao ta, đóng cửa các quốc gia ngay lập tức được. Nhưng riêng có nước New Zealand là làm được ngay lập tức, do họ đã chuyển sang mô hình tăng trưởng xanh. Quyển sách này nó cũng giúp tôi ý thức rõ hơn về vấn đề môi trường, cũng như là truyền cho tôi khá động lực để cố gắng bảo vệ môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Hiện tại cũng nói thật với các bạn luôn là mỗi buổi sáng á, tôi đi chạy bộ tập thể dục á, tôi đi ngang qua những vỉa hè trên đường thôi, thấy đầy rác luôn các bạn. Và tôi cũng mong là tất cả các bạn cũng như là mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta và khiến cho nó ngày càng trở nên tươi đẹp hơn. Ngoài ra thì ở quyển sách này chúng ta còn được tặng kèm thêm một chiếc đánh dấu sách như thế này. Quyển này hiện tại thì tôi còn một khúc nữa mới đọc xong các bạn. Ok, chuyển qua những ấn phẩm mà tôi đã mua được thì đầu tiên chúng ta sẽ có Firefox đến từ tác giả Atsuki Okubo tập số 1, được phiên dịch bởi anh Quỳnh. Do là tôi đã xem qua anime rồi nên chắc chủ yếu tôi sẽ lướt qua và xem cái phần hình của truyện thôi. Và đánh giá cá nhân của tôi thì chất lượng giấy truyện cũng rất là tốt nha các bạn. Nhưng tuy nhiên một điểm trừ lớn mà tôi dành cho đầu truyện này đó chính là hoàn thiện phần bìa. Các bạn hãy nhìn giá của đầu truyện này đi, 43.000 đồng. Nó không hề rẻ chút nào, và chính vì không hề rẻ nên là tôi cũng rất là mong rằng là cái hình thức, cái hoàn thiện của đầu truyện nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà các bạn thấy nè, đây, cái phần bìa nó mỏng tên nè các bạn.
Ngoài ra thì có một cái lỗi phải gọi là trường kỳ của nhà xuất bản trẻ luôn, đó là đây, các bạn có thấy cái phần tay gạch của BR á, nó bị gọi là sao ta, nó bị kênh lên không, đây nó bị lòi lên như thế này nè, nó khá là khó chịu các bạn. Ok, giới thiệu cho các bạn một đầu truyện có giá thành tiệm cận với quyển truyện này luôn, nhưng mà các bạn có thể thấy phần bìa của nó hoàn thiện rất là tốt luôn ấy, và nó không có bị gọi là lòi cái phần gáy truyện lên như là quyển này. Đây các bạn có thể thấy ở phần bên trong nè, phần bìa bên trong á đúng vậy luôn các bạn, chứ nó không có phải bị kiểu gọi là mỏng mỏng như là cái quyển Firefox này các bạn à. Ngoài ra thì các bạn mua đầu truyện này các bạn sẽ còn được tặng kèm thêm hai phần quà, đó là một tấm postcard nhựa trông rất là ấn tượng như thế này, cùng với đó là bookmark bế hình. Đây mặt sau chúng ta sẽ có tên truyện Firefox luôn ha. Boom, chuyện góc quay. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói đến những bộ anime mà tôi đã coi được trong tuần vừa qua nhé. Bộ anime đầu tiên cũng chính là một bộ anime mới ra gần đây luôn, đồng thời cũng chính là bộ anime đã thay đổi góc nhìn cột sống của tôi đó các bạn. Và đó chính là do 100 điều tôi muốn làm trước khi bị biến hình zombie. Về vấn đề thay đổi góc nhìn cuộc sống như thế nào thì dạ, cái này chắc tôi sẽ hẹn bạn trong một video trong tương lai ha. Bộ này tôi coi rất là hay và ấn tượng luôn ấy. Đó cũng chính là lý do mà tôi quyết định sưu tầm một ấn phẩm của tác giả bộ do 100 này luôn, đó chính là Alice in Borderland đó các bạn. Và bộ do 100 này có chiếu trên MuseVN luôn, hình như tôi nghe nói nó còn ra phiên bản là action nữa các bạn. Các bạn có thể tìm và xem thử ha. Kế đến cũng là một bộ anime trên MuseVN có tên là cái gì ta? Bậc thầy kẹo bạc và hắc tinh linh. Đây là một bộ anime cũng giá tình cảm lãng mạn cũng khá là hay. Và đây là một câu chuyện tình giữa một cô nàng thợ làm kẹo bạc được nhận chứng chỉ hoàng gia ở cuối kho 1 trước đó với một anh chàng hắc tinh linh. Thì ban đầu cái ông tinh linh này nè, ông hắc tinh linh này ổng không có ưa gì cái bà này hết, nhưng mà dần dần thì trải qua nhiều chuyện hai người này sát lại dần với nhau. Giá một thể loại chuyện tình yêu mà tôi nghĩ chắc nhiều bạn đã xem rất là nhiều rồi ha. Kế đến chính là một bộ anime thuộc đề tài isekai đang nổi đình nổi đám và hiện tại đang chiếu mùa thứ hai, đó chính là Thất Nghiệp Chuyển Sinh Mushoku Tensei, một cái bộ mà tôi từng đề cập trước đây rồi á. Cái điều bất ngờ nhất khi tôi coi cái mùa 2 này đó chính là cái ông Rudeus này ông bị diệt lương đó các bạn, diệt lương nó lái lại đó các bạn. Và trong câu chuyện kỳ này thì ông đang trên một cái hành trình để tìm cách để cái chị cái chứng diệt lương của ổng. Dạ, đơn giản là như vậy. Và chi tiết thì các bạn có thể tìm trên MuseVN và xem luôn ha. Ok, và đó là tất cả những gì mà tôi có trong video clip kỳ này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video clip của tôi nha. Xin chào và gặp lại các bạn trong các video kỳ tới. Bye bye.